Thưa quý vị, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, cùng với các y bác sĩ, những người làm công tác phòng chống dịch, thì đội ngũ những người làm báo trên địa bàn thành phố thời gian qua vẫn thầm lặng vượt qua mọi khó khăn, phát huy vai trò và trách nhiệm đồng hành cùng thành phố đẩy lùi dịch bệnh. Phóng sự được thực hiện nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, ngày 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2021. Luôn có mặt tại mọi điểm nóng COVID-19 và truyền tải kịp thời những diễn biến mới nhất của tình hình và công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Họ chính là các phóng viên, nhà báo, không ngần ngại xông pha, dù cho dịch bệnh nguy hiểm và rất khó lường. Vừa bảo đảm hoàn thành các tin bài nóng hổi, nhưng cũng vừa đảm bảo an toàn cho sức khỏe bản thân và cộng đồng khi thất nghiệp tại những môi trường có nguy cơ lây nhiễm cao, chưa bao giờ là điều dễ dàng cho những người làm báo. Bản thân một phóng viên người đưa tin thì đứng trước cái nguy cơ lây nhiễm. Cái này thì không thể ảnh hưởng trực tiếp đến bản thân mà còn có thể tạo nguy cơ lây nhiễm cho cả cộng đồng, cho xã hội. Cái việc có mặt tại hiện trường của các anh em á, thì anh em rất là lăng xả. Tuy nhiên trong quá trình mà tác nghiệp thì anh em cũng lo bảo hộ đơn giản thôi, là khẩu trang, bao găng tay thôi. Nhất là khi hàng loạt tin giả lan truyền trên mạng xã hội gây hoang mang dư luận. Trong lúc tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, các cơ quan báo chí tại thành phố đã liên tục cập nhật về tình hình dịch bệnh trong nước và thế giới, truyền tải nhanh, kịp thời, chuẩn xác các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và địa phương trong công tác phòng chống COVID-19 bằng nhiều hình thức sinh động, phản bác mạnh mẽ các thông tin xấu độc. Qua đó, giúp người dân nhận thức một cách đúng đắn nhất chủ trương của Đảng, Nhà nước, đồng hành cùng thành phố nhanh chóng khống chế các đợt bùng phát COVID-19 ngay trên địa bàn. Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi xin gửi lời chúc mừng đến các anh chị nhà báo, các anh chị luôn dồi dào sức khỏe, nuôi dưỡng và phát huy niềm đam mê và nhiệt huyết của người báo để có thêm những tác phẩm báo chí xuất sắc. Bên cạnh những nỗ lực của cả hệ thống chính trị thành phố trong công tác phòng chống dịch bệnh, thì sự đóng góp, đồng hành của các cơ quan thông tấn báo chí là rất đáng trân trọng. Trong thời gian cao điểm của dịch bệnh, thông tin về công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố được cập nhật đầy đủ để giúp cho đông đảo người dân thành phố tiếp cận thông tin kịp thời và vững tin chắc chắn cùng thành phố sớm đẩy lùi dịch bệnh. Hiện nay, Đà Nẵng đang tiếp tục quyết tâm dập dịch để sớm lấy lại nhịp sống vui tươi, đưa kinh tế xã hội phục hồi và tiếp tục phát triển. Và đội ngũ những người làm báo tại thành phố vẫn luôn sẵn sàng vượt qua mọi gian khó để làm tròn trách nhiệm đối với nghề báo, nghề cao quý, chung tay đẩy lùi dịch bệnh, để xứng đáng là những chiến sĩ cách mạng tiên phong, kiên trung trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng, của dân tộc, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.